Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ công thức làm món thịt chiên xù rất là đơn giản. Thịt chiên xong thì có lớp vỏ bên ngoài giòn tan, bên trong thì mềm thơm, rất là ngon. Thì nếu thích món này á, mình mời các bạn cùng xem cách làm nha. Để làm thịt chiên xù thì mình dùng là 200g thịt heo. Thịt thì mình đã rửa sạch rồi, mình cắt thành những cái miếng như vậy nè. Cái này là thịt sườn đó các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng thịt hạt dăm nè, hoặc là thịt thăn đầu mềm cũng ngon nữa ha. Với 200g thịt đó thì mình dùng là 50g bột chiên giòn. Rồi đây là bột chiên xù, mình dùng là 70g ha. Mình dùng thêm nửa muỗng cà phê tiêu và chút xíu ngũ vị hương nữa nè. Không có ngũ vị hương thì các bạn dùng tiêu không cũng được ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Miếng thịt thì mình đi khứa sơ sơ, nhìn nè các bạn. Đó, mình khứa đều á, để mình ướp gia vị cho nó dễ thấm. Với lại khi mình áo á, cái phần bột nó cũng bám chặt vào thịt hơn nữa. Đây, cái phần thịt đã khứa sơ xong thì mình sẽ đi ướp gia vị. Mình cho tiêu và ngũ vị hương vào. Cái này có bột tỏi, các bạn cho thêm ít bột tỏi vào cho nó thơm. Và mình nêm vào đây là 2 muỗng cà phê đường. Tiếp theo là nước mắm, mình dùng là 3 muỗng cà phê nè. Xong thì mình trộn đều nó lên. Trộn cho thật đều xong nè, thì mình sẽ để yên khoảng 10 phút để cho phần thịt nó ngấm gia vị. Sau khi ướp cho thịt ngấm gia vị thì mình đi áo bột. Mình cho bột chiên giòn từ từ vào để mình trộn nó. 50g bột chiên giòn thì mình sẽ dùng là 50g nước luôn ha. Đó, mình cho từ từ phần bột và nước vào, mình trộn đều lên để cho bột nó tan hết là được ha. Nên sau khi cho nước nào bột vào trộn thật đều thì phần bột nó tan đều ra, sẽ bám xung quanh miếng thịt nè các bạn. Mình gắp lên cho các bạn xem nè. Đó, như này á, là mình cho qua bột xù mình lăn được rồi đó. Sau khi cho qua bột xù á, thì mình lắp bột lên rồi mình lăn đều nó. Mình không cần bóp mạnh đâu các bạn, mình vừa phủ vừa lăn đó. Đó, cho nó áo đều cái bột chiên xù xung quanh miếng thịt là được rồi. Nó lăn đều với bột xù như vậy là được rồi nè. Tiếp tục thì mình cứ gấp qua bột xù á, mình lăn cho đến hết cái phần thịt luôn ha. Dầu sôi bên đũa là nó đủ nóng rồi, thì bây giờ mình sẽ cho thịt vào chiên. Chiên thịt mình để lửa vừa nha các bạn. Trong lúc chiên thì mình canh mình chở để cho miếng thịt nó được vàng đều. Chiên đến khi miếng thịt nó vàng đều thì mình gấp ra. Chiên thịt xong thì mình sẽ đi làm thêm cái phần nước chấm.
dùng ớt dầu ăn, rồi mình cho hành tím băm nhỏ và mình phi thơm nè. Phi cho hành tím nó thơm lên. Rồi mình cho vào đây là một muỗng rưỡi tương cà và một muỗng rưỡi tương ớt. Nếu có bé nhỏ thì các bạn dùng tương cà nhiều hơn tương ớt ha. Rồi mình cho vào đây thêm khoảng 3-4 muỗng canh nước nữa nè. Rồi mình nêm vào đây thêm 2 muỗng cà phê đường với chút xíu hạt nêm nữa các bạn ha. Rồi giờ mình để lửa nhỏ ha, mình nấu cho hỗn hợp này nó sền sệt lại là được rồi. Nghe nước chấm mình nấu cho nó sền sệt vậy là được rồi nè. Lát mình để nguội á, nó còn đặc lại nữa là vừa nha. Giờ mình tắt bếp mình nhắc xuống. Đây dĩa thịt chiên xù. Rồi sau khi mình để nguội hoàn toàn rồi nè các bạn, nó còn rất là giòn ha. Vỏ bên ngoài thì giòn tan, bên trong thì nó mềm dẻo. Mời các bạn nha. Ăn ngon lắm luôn các bạn ơi. Cái lớp vỏ bên ngoài thì giòn tan, bên trong thì mềm mềm dẻo dẻo, vừa miệng, ăn rất là ngon. Từ khi mình bày ra làm món này á, thì bé nhà mình nó rất là thích. Bé không có đòi ăn gà rán ở ngoài hàng nữa đó các bạn. Món này thì mình thấy vừa ngon vừa đơn giản. Có thời gian thì các bạn hãy làm thử ha. Mình đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng đâu. Như vậy là món thịt chiên xù của mình đã chia sẻ xong. Mình mời các bạn bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất và sớm nhất. Cuối lời thì mình xin cảm ơn. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.